Kim Nguyệt không? Ừ, như phải đấy, hôm nay phải ngày em đi đâu. Ừ, đúng rồi. Ơ mà Kim Nguyệt đâu nhở? Mình vừa lên gác lấy đồ. Nhỉ? Ê, Nguyệt. Có cái tiền. Xem đi. Đây, đây, đây. Có hoa trên xe mày này. Không biết của ai. Yêu ơi, đẹp thế. Xem xem nha. Đọc to đây xem nào. Hãy chờ đợi món quà tiếp theo ở nhà nhé. Mình có một bất ngờ cho bạn. Ta xem nào. Yêu ơi, nhưng mà chữ in này thì ai biết với ai? Hay là Nhật bạn thân ấy học ở Mỹ, bạn đi về chưa? Ê, có khi là cái anh Hoàng mà đang du học ở Anh ý. Hay là cái thằng nào ở Pháp ý. Thôi, có gì về nhà tớ kể sau nhá. Chúng ta cứ tiếp tục như thế sao? Chào chị có phải là Nguyệt không? Vâng. Có người bảo em đến đón chị tới một nơi đặc biệt. Mời chị. Mời chị. Chị đang bên phải không ạ? Có người đang đợi chị ạ? Mời chị ạ. Chị ơi, đây là phòng của chị ạ. Mời chị. Today the special day for me to show the emotion I'm holding. I want you to know it's been a month since you entered my world. Forever ringing up with the love for you, girl. No kisses we share or moments we spent. Every single word you say, you know I always care. This song for you, baby. So many days I've waited. Sau Nhật ở Mỹ, Hoàng ở Anh, Hải ở Pháp, sẽ tiếp tục là ai nữa? Đến bao giờ chúng ta có thể dừng lại? Tớ luôn luôn phải nghĩ đến những câu chuyện mới, sống trong những thứ không tồn tại. Đến bao giờ chúng ta có thể dừng lại? Xe Nguyệt không? Ừ, như phải đấy, hôm nay phải ngày em đi đâu. Ừ, đúng rồi. Ơ mà Kim Nguyệt đâu nhở? Mình vừa lên gác lấy đồ. Thế à? Có cái gì? Xem đi. Ê, Nguyệt! Ôi! Lấy đây, lấy đây. Có bó hoa trên xe mày này. Hello darkness, my friend.
I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence.